Hello, em chào tất cả các bác. Em lên sóng một chiếc đồng hồ treo tường thương hiệu là Seiko, Made in Japan. Số giờ là số La Mã. Chiếc này sử dụng máy lớn, pin trung. Mặt này mặt kính nha. Chiều ngang của chiếc này là 30 cm, còn chiều cao lên là 28 cm. Cái nấm phía dưới này nấm bằng kim loại để mình điều chỉnh giờ. Bác nào yêu thích chiếc này thì cứ alo trực tiếp em với số điện thoại 0981 202 67. Và đây cũng là số Zalo của em. Các bác kết bạn Zalo giúp em. Để cần hình ảnh video gì em gửi chi tiết nha. Chiếc này là khung nhựa mặt kính. Mặt bên trong mặt già là mặt kim loại nha. Chiếc này dáng rất xưa nha các bác. Giá thành là rẻ nữa. Rồi. Em kết thúc video, chào tất cả các bác.